đông trùng hạ thảo có phải chúng sanh không sư ăn và uống nó có phải gây gây nghiệp sát sanh không ờ, thứ nhất là đông trùng hạ thảo nó quý vị google là ra ha có những cái google là ra không cần phải hỏi sư nó là một loại nấm ha? nó là một loại nấm ký sinh chứ nó không có phải là động vật ờ, cho nên là nó không phải chúng sanh và cái thứ hai cái vấn đề thứ hai mình sẽ muốn nói tới đây là dù cho nó là một dạng động vật đi chăng nữa giả sử như một cái loại thuốc nào đó một cái loại thực phẩm chức năng nào đó mà chiết xuất từ động vật quý ừ. vị mua thì cũng dùng thì cũng không có phạm giới sắc xanh bởi vì sao bởi vì nó không phải là chúng sanh có sự sống Sẽ lấy ví dụ như à, quý vị cắt cái tóc đúng không? Tóc gì tóc dài, cắt tóc ra. Thì cái tóc của quý vị đó người ta đem người ta chế thuốc thì uh, quý vị nó có tính là chúng sanh có sự sống hay không? Không tính đúng không? Uh, cái móng tay uh, đó có có cắt ra mà nếu như có chế cái gì cái kia thì nó cũng không phải là chúng sanh có sự sống. Tức là chúng sanh phải có sự sống mà mình đem chấm dứt sự sống của chúng sanh đó một cách trực tiếp thì mới phạm giới sắc xanh vui lòng học lại năm uh, chi phần của giới sắc xanh nha nha chứ còn không thôi thì cái kiểu này sau này lỡ có uh, quý vị có biết là cái cái, cái viên thuốc con nhộng đó, viên thuốc con nhộng đó. có nhiều đợt uh, sự, lâu rồi sư có đọc báo là Uh, có loại viên thuốc con nhộng cái vỏ của nó được chế biến từ vỏ tôm quý vị biết không? Mà trong thành phần của thuốc á, có rất nhiều những thành phần mà được chiết xuất từ động vật. Quý vị mà cái kiểu mà cái gì dính dáng cái động vật là mình không sử dụng là quý vị bỏ luôn nha, đừng có dùng thuốc tây nha. Thuốc ta thì uh, uh, cũng có một số loại thuốc ta là có sử dụng động vật ở trong đó nữa nha. Nếu mà mình uh, kiên là tránh toàn bộ cái gì thuộc về động vật thì bỏ nghỉ uống thuốc nha. Nha. Đấy, cho nên mình phải có cái chánh kiến muốn biết cái gì là phạm giới cái gì không phạm giới thì phải học thuộc các cái chi phần của giới cho nên là cái này là không có phạm giới sắc xanh nhé